Ok, xin chào tất cả các bạn. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua năm mới 2021 ha. Và hôm nay mình sẽ đi tới nhà bạn mình để cùng gia đình họ ăn 30 và đón giao thừa nha. Đón giao thừa Tết dương lịch. Ok, các bạn đi theo mình nha. Let's go. Ok, bây giờ mình tiến vào nhà bạn mình nha. Mà tiến chào con. Đây là đuốc phía sau. Ô, chào. Chào. Chào cô, chào thầy. Chào. Thầy thấy con hôm nay có cái cọng dây chuyền bảnh không thầy? Thầy thấy con hôm nay có cọng dây chuyền bảnh không? Giờ thầy tháo giùm con này, thầy tháo giùm con. Ủa, quay sao không có cái hình à? Được rồi thầy cứ. Dạ. Thầy à, thầy tháo giùm con đi. Tháo huy chương không? Cái này con tặng cho thầy cái cọng dây chuyền để đón giao thừa. À, để làm ăn phát tài không? Dạ. Chặt dữ vậy trời. Biết về chiều khỏi đi mua Phương, Phương ơi. Ừ. Má chiều đi mua cọng dây chuyền hết 100 ngàn. Giờ Cường tặng cho cọng dây chuyền này nè. À, cuối năm mà sao mở rút khó quá trời. Như thầy lấy kéo thầy cắt đi thầy. Thôi ai lấy kéo cắt kì. À, hôm nay tới nhà thầy ăn tất niên. Nó mà lộn ăn đón giao thừa. Ừ. Đáng lẽ hôm nay mình tính đi coi bắn pháo bông nhưng mà nghe nói vừa rồi Sài Gòn mình có dịch. Cho nên là anh em hạn chế ra ngoài tụ tập đông người nha. Lại nếu mà có ra ngoài thì các bạn nhớ đeo khẩu trang giống y gan mình vậy nè. Để đỡ dịch bệnh rồi. Nhưng mà thôi ở nhà nhậu đã hơn đúng thầy. Ừ. Đúng rồi. Thế. À, cái gút cuối năm khó mở ghê luôn á. Kè kéo cắt đi thầy ơi. Thôi không ai xài kéo đó. Ừ. Thầy bằng tay không à. Cái đó không tới 2 phút rồi. Về cắt bớt rồi. Được thầy. Nãy được, 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 được. Nãy con thò tay con mở được mà. Đây, từ từ cái bình tĩnh. Đó. Rồi, ngon lên. Đó, 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 thấy chưa. Thấy chưa, dây chuyền của thầy đó. Đó. Rồi hôm nay là mì trứng này hồi chiều ở công ty đưa về nè. À, có sẵn có mì trứng nè, về ăn lẩu luôn ha. Là dễ ổi. Nay nha thầy sẽ ăn lẩu. Đó, nhà thầy sẽ ăn lẩu. Lẩu gì đây? Ồ, ngon lành cành đào luôn á. Còn bây giờ thầy ướp một mùi. Đó. Thầy cùng ly chúc mừng năm mới cái. Rồi, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. 1, 2, 3. Vô, 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 vô. Happy New Year. Đã thăm lại hả? À? Hả? Chúc mừng nha. Cái đó là chụp cái hình lấy ra hình thông neo. Còn đang bấm quay. Được không? Được, quay cô lên mạng nha. Được, được. Quê. Ai cho cô lên mạng đi quý. Cảm nhận cô ngon nữa rồi. Để đi ra ăn mì đi ra. Làm như cô đẹp nữa, cô lên mẹ. Ai cho cô lên mẹ? Không có cho cô lên mẹ. Rồi. Em ăn tường ăn mì ông đấy nói ăn đi. Thôi gia đình tụi mình xin phép tất cả các bạn nha. Tụi mình bắt đầu tiến hành để ăn 30 và đón giao thừa với gia đình nhà thầy. Mới cho thì cũng nhân dịp năm mới thì mình chúc các bạn qua một năm mới phát tài an lạc ha. Có nhiều điều may mắn và sức khỏe luôn dồi dào. Thì nhân dịp trước thềm năm mới thì mình cũng luôn giới thiệu luôn cho các bạn là cái kênh YouTube của mình sẽ có một chút thay đổi nhỏ, đó là sẽ ekip của mình sẽ có một thay đổi nhỏ.
đó là bạn Quân và bạn Sang đã về hợp tác với mình. Tủ bên trong á. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Một chút tấm lòng gửi tới các bạn nhân dịp đầu xuân năm đầu năm mới 2020 thôi chứ chưa phải là xuân. Và chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng ha. Bye bye. Bye. Happy New Year.